Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em cùng giải một đề thi tuyển sinh đại học chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu như thời gian gần đây thì các em sẽ thấy rằng là cái đề thi tuyển sinh năm 2014 đã được rất nhiều các thầy cô cũng như là các phương tiện, kể cả báo chí cũng như công bố đáp án của Bộ Giáo dục công bố rồi, thì thầy sẽ không giải đề của 2014 nữa. Trong một số các đề thi tuyển sinh thì thầy thấy rằng đề thi tuyển sinh của 2012 là một trong số những đề mà sẽ có được cho các em những cái kinh nghiệm làm bài cũng như là cái hướng mới của nó so với những năm trước để các em cùng phân tích. Mục đích của việc giải cho các em cái đề thi này không phải là mục đích bổ sung cho các em kiến thức, mà mục đích là để thầy hướng dẫn cái quan trọng nhất là các em phân tích được cái hướng đề khi những năm sau thì có gì đổi mới hơn so với những năm trước, để các em có thể tự làm được đề 2013, 2014 cũng phân tích như thế, hoặc 2010, 2009. Thế thì thầy thấy rằng ở đề 2012, thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề hôm nay là đề thi tuyển sinh năm 2012 với mã đề thi là 279. Vậy thì các em cố gắng là kiếm ngay cái đề đó ở trên mạng. Sau đó thì chúng ta cùng hướng dẫn giải quyết các phần thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thế thì ở đề năm 2012, thầy thấy rằng nó khác so với những năm 2010, 2011, 2009 ở những chỗ sau đây. Đối với những năm trước thì xác suất tính toán nó sẽ được vận dụng ít, thì đến năm 2012, phần xác suất tính toán được khai thác tối đa cho cả phần quy luật di truyền người và di truyền quần thể. Thứ hai, cái mới ở đề 2012 so với những năm trước đó là đề của 2012 phần di truyền quần thể ở phần lý thuyết đã có sự vận dụng của phần nhân tố tiến hóa vào. Một mặt khác nữa đó là ở phần phát sinh sự sống và phát sinh loài người mỗi năm là hai câu phân bổ một một. Mỗi một phần một câu, thì đến năm nay thì phát sinh loài người không có nữa, và là phát sinh sự sống là một câu mỗi năm, thì bây giờ là hai câu. Cái lý thuyết của phần sinh thái học cá thể cũng không hỏi riêng như mọi năm, mà 2012 đã có sự lồng ghép so với cả các phần nâng cao hơn. Như vậy là thầy hướng dẫn một phần nhỏ như thế để các em thấy rằng là nếu các em có đề của năm nay thì các em sẽ phân tích được xem cấu trúc này nó khác gì so với cả đề của những năm trước. Từ đó các em phân tích được thì các em sẽ thấy được cái xu hướng biến đổi ra đề thi khác như nào. Phần nào sẽ là phần khó hơn, phần nào sẽ là phần dễ hơn trong tính toán. Sau này thầy sẽ phân tích tiếp cái đề 2014 nó sẽ có cái gì mới, và dự đoán trong cái năm 2015 nó sẽ có xu hướng gì, nó có mới hay không, lặp lại cái gì. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng phân tích từng phần một. Các em phải có đề thì thầy sẽ phân tích, thầy sẽ không giải trật tự từ 1 đến hết mà thầy sẽ giải theo nhóm. Phần đầu tiên thầy giải đó chính là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái nhóm câu hỏi vật chất di truyền và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào, tức là nó liên quan đến cả phần cấu trúc của nhiễm sắc thể này, quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh này, quá trình đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đột biến số lượng nhiễm sắc thể và dạng toán tổng hợp. Vậy thì ở phần vật chất di truyền và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào sẽ có tất cả là, thầy thấy rằng trong đề thi sẽ có 7 câu. Trong đó thì có 4 câu bài tập và 3 câu lý thuyết. Như vậy rằng là năm nay khác so với 2011 và 2010 là số câu bài tập tăng lên thêm 1 câu. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Ở phần vật chất di truyền và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào thì sẽ có câu 12, câu 15, câu 22 và câu 26, sẽ là 4 câu bài tập. Lý thuyết thì có câu 24, câu 35 và câu 56. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi vào từng câu một. Thứ nhất là câu 12 là một câu bài tập rất là lạ. Câu 12 của nó như sau. Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8. Trên mỗi cặp nhiễm thể thường xét 2 cặp gen dị hợp. Trên cặp nhiễm thể giới tính xét 1 gen có 2 allele nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm thể giới tính X. Nếu không xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng. Như vậy là bài toán này các em đã thấy rằng là dữ kiện cũng tương đối dài và nó vận dụng một câu hỏi này là câu hỏi nâng cao. Thế bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Chúng ta thấy ngay là bộ nhiễm sắc thể của ruồi 2N bằng 8. Trong đó thì chúng ta thấy ngay là ở ruồi 2N bằng 8 thì sẽ có 3 cặp nhiễm sắc thể thường. Thank you.
một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Trong đó chúng ta phải nhớ đang bài toán này về dữ kiện là con ruồi đực. Do đó chúng ta phải nhớ nhiễm sắc thể giới tính ở ruồi giống với ở động vật có vú và ở người, đó chính là con đực sẽ có nhiễm sắc thể giới tính là XY. Bây giờ người ta bảo là ở ba cặp nhiễm sắc thể thường thì xét hai cặp gen dị hợp. Trên mỗi cặp sẽ xét hai cặp gen dị hợp. Thế thì chúng ta thấy ngay là xét hai cặp gen dị hợp, vậy nó sẽ có hai kiểu. Chúng ta nhớ lại một cái dữ kiện bài này, nó hay ở chỗ là nếu các em mà nhớ nhầm về hoán vị gen là các em sẽ bị làm sai số tổ hợp tinh trùng. Ruồi giấm chỉ hoán vị ở con cái mà không hoán vị ở con đực. Do đó, ví dụ ta xét ở cặp 1 sẽ là hai cặp dị hợp, vậy thì chỉ có hai kiểu thôi. Hoặc là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ, bởi vì hai cặp dị hợp trên một cặp nhiễm thể thì nó sẽ là di truyền liên kết. Hoặc A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn. Như vậy ở ruồi đực không hoán vị, vậy thì ở một cặp nhiễm sắc thể sẽ tối đa thu được là 4 loại giao tử. Vậy bây giờ với ba cặp nhiễm sắc thể thường thì các em thấy ngay là tổng số loại giao tử có thể tạo ra được khác nhau đó chính là 4 mũ 3 = 64 loại. Như vậy cái phần này nó có một cái khai thác rất hay ở câu này, thì đánh giá là hay ở chỗ là nếu mà nhớ nhầm về cái hoán vị gen thì sẽ ra được rất là nhiều. Như vậy ruồi đực không hoán vị kết quả sẽ ra được 64. Bây giờ chúng ta xét về nhiễm sắc thể giới tính. Thế ở nhiễm sắc thể giới tính thì người ta nói rằng là xét nhiễm sắc thể giới tính với một gen có hai allele nằm ở vùng không tương đồng của X cặp nhiễm thể giới tính. Hai allele, nhưng mà hai allele này là ở vùng không tương đồng của X. Vậy thì số loại tinh trùng tạo ra tối đa là mấy? Nếu các em không nhớ, các em lại thường phải vận dụng là à ruồi đực có nhiễm sắc thể giới tính là XY, vậy sẽ thu được hai loại giao tử. Và các em lấy 2 nhân với 64 và 128 thì các em đã bị mắc bẫy của bài toán, và các em sẽ chọn vào cái đáp án là đáp án A của cái mã 1279. Như vậy là các em đã bị mắc bẫy. Vậy thì chúng ta nhớ lại là ở cặp nhiễm thể giới tính có hai allele ở vùng không tương đồng trên X, như vậy nó sẽ có hai kiểu gen, hoặc là kiểu X, chẳng hạn như thầy lấy ví dụ là XD lớn Y và XD nhỏ Y. Như vậy thực chất của trường hợp này thu được số loại giao tử ở cái cặp này phải là 3 loại. XD lớn là 1 loại, Y là 1 loại và XD nhỏ là 1 loại. Như vậy chúng ta thấy ngay là tổng số loại giao tử hay là tổng số loại tinh trùng tạo ra sẽ là 64 nhân với 3 và đáp án sẽ là 192 loại tinh trùng. Như vậy đáp án đúng của nó phải là đáp án C. Như vậy câu hỏi này là một câu rất là hay mà các em thấy rằng sẽ khai thác được rất nhiều cái kiến thức của nhiều vấn đề. Bây giờ câu tiếp theo là câu 15. Nội dung của câu 15 như sau. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2.000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân ly trong giảm phân 1. Các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường. Các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Như vậy các em theo dõi, vừa theo dõi bài chúng ta cùng phân tích. Như vậy bài toán ở câu 15 cho chúng ta như sau. Thầy cho chúng ta tiếp tục chữa câu 15. Câu 15 bài toán cho là bộ nhiễm thể 2N bằng 12, 2.000 tế bào sinh tinh giảm phân. Trong đó thì có 1.980 tế bào giảm phân bình thường. Như vậy 1.980 tế bào này giảm phân bình thường thì nó sẽ tạo ra được cái giao tử là N bằng 6. Còn lại
20 tế bào này thì chúng ta thấy ngay 20 tế bào này trên tổng 2000 tế bào, tức là nó sẽ chiếm 0,01. Nó sẽ là tế bào bị rối loạn giảm phân 1. Vậy rối loạn giảm phân 1 ở một cặp nhiễm sắc thể, chúng ta thấy rằng ở một cặp nhiễm sắc thể rối loạn giảm phân 1, vậy nó sẽ tạo ra hai loại giao tử. Loại giao tử thứ nhất là N bằng 7 và loại giao tử thứ hai là N bằng 5. Vậy các em thấy ngay tỷ lệ của loại giao tử đột biến thừa 1 và tỷ lệ của loại giao tử đột biến thiếu 1 nó sẽ là tương đương nhau. Vậy nếu 0,01 là số tế bào bị rối loạn giảm phân để tạo ra được hai loại giao tử N bằng 7 và N bằng 5. Vậy bài toán người ta hỏi rằng là theo lý thuyết trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Như vậy nó chiếm một nửa của cái phần đột biến này. Vậy tỷ lệ cần tìm sẽ là vậy đáp án của nó sẽ là đáp án là chiếm 0,005 hoặc là 0,5%. Như vậy đáp án cần tìm sẽ là đáp án B. Bây giờ chúng ta sang tiếp câu 22. Câu 22 là một câu vận dụng của cả phép Lai trong nhiễm sắc thể cũng như là phần tính toán của quy luật di truyền phân ly, phần đột biến đa bội. Câu này cũng rất là hay. Thầy sẽ đọc câu hỏi của câu 22 như sau. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2N có khả năng thụ tinh. Theo lý thuyết, phép Lai nào sau đây ở đời con có kiểu gen phân ly theo tỷ lệ 1:2:1? Người ta cho 4 phép Lai. Phép Lai 1 là cơ thể 3A lớn 1A nhỏ, Lai với cơ thể 3A lớn 1A nhỏ. Cơ thể thứ 2 là 1A lớn 3A nhỏ, Lai với 1A lớn 3A nhỏ. Và cơ thể thứ 3 là 2A lớn 2A nhỏ, Lai với cơ thể 3A lớn 1A nhỏ. Và cơ thể thứ 4 sẽ là 2A lớn 2A nhỏ, Lai với cả 1A lớn 3A nhỏ. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay là ở trong quy luật này thì chúng ta nhìn thấy ngay là chỉ có hai phép Lai cơ thể 1 là phép Lai vậy thì ở phép Lai này sẽ phân ly kiểu gen cần tìm đúng với tỷ lệ 1:2:1. Chúng ta nhân nhanh nó sẽ ra tỷ lệ là tỷ lệ 1 cơ thể sẽ là 4A lớn, 2 cơ thể sẽ là 3A lớn và 1A nhỏ, và 1 cơ thể sẽ là 2A lớn và 2A nhỏ. Như vậy phân ly tỷ lệ kiểu gen ở trường hợp này sẽ ra đúng với tỷ lệ là 1:2:1. Bây giờ tiếp đến phép Lai tiếp theo, phép Lai 2. Phép Lai 2 là 1A lớn 3A nhỏ, Lai với 1A lớn 3A nhỏ thì tỷ lệ kiểu gen sẽ là 2A lớn 2A nhỏ này, 1A lớn 3A nhỏ này và 4A nhỏ thì cũng ra tỷ lệ là 1:2:1. Như vậy đáp án cần tìm của câu này sẽ có hai phép Lai 1 và phép Lai 2 sẽ cho ra tỷ lệ là tỷ lệ phép Lai phân ly đời con có tỷ lệ kiểu gen là 1:2:1. Như vậy bài này không khó, nhưng bài này các em phải vận dụng lý thuyết của phần tính nhanh tỷ lệ giao tử trong giảm phân ở cơ thể đa bội và các em nhân nhẩm và tìm nhanh ra được cái cơ thể đó. Tiếp theo là đến câu 26. Câu 26, nội dung của câu 26 như sau. Ở một loài thực vật, gen allele A lớn quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với allele A nhỏ quy định quả vàng. Allele B lớn quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với allele B nhỏ quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới vào các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2N có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Thầy sẽ chữa tiếp. Câu 26. Cho cây có kiểu gen tứ bội A lớn, A nhỏ thụ tinh tự tụ vấn. Như vậy là xét trên hai kiểu gen. Tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con là bao nhiêu? Thì chúng ta nhìn thấy ngay là bài toán này cho ở câu 26 trong đề thi này là một cơ thể tứ bội xét trên hai tính trạng A lớn, A nhỏ với B lớn, B nhỏ, B nhỏ, B nhỏ tự tụ vấn. Như vậy Lai với chính nó.
người ta hỏi về tỷ lệ phân ly kiểu hình. Thế chúng ta nhìn thấy ngay là nếu bài này mà không có kỹ năng tính toán nhanh thì các em sẽ mắc rất nhiều thời gian, và các em sẽ bị mất thời gian ở những câu này thì sẽ bị thiếu giờ làm bài. Thế thì thầy sẽ cách tính nhanh, đó là các em tách riêng từng kiểu gen ra một, kiểu gen A tính riêng, sau đó mới tính kiểu gen B và nhân vào nhau. Vậy nếu chúng ta nhìn thấy ngay kiểu gen thì dựa vào cái tính nhanh của tỷ lệ giao tử trong cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử đa bội, giao tử lưỡng bội, thì chúng ta thấy ngay là ở trường hợp này A lớn, A nhỏ lai với A lớn, A nhỏ thì sẽ thu được tỷ lệ là 35 A gạch và một kiểu hình lặn. Thầy viết tắt một kiểu hình lặn thôi, chứ thực ra nó phải là A gạch, còn đây phải là, nhưng mà viết nhanh thì nó sẽ là như thế để các em hiểu. Bây giờ tương tự, chúng ta thấy ngay cái phép lai của B lớn, B nhỏ, B nhỏ, B nhỏ lai với B lớn, B nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Thì ở trường hợp này kiểu hình thu được sẽ là 3B trội và 1B lặn. B lặn thầy viết tắt thôi, nhưng mà nó vẫn phải viết do kiểu gen như này. Như vậy bây giờ các em nhân hai thằng này vào nhau thì thấy ngay là 351 nhân với cả 31 thì kết quả thu được sẽ ra là 105, 35, 3 và 1. Như vậy đáp án đúng của câu này sẽ là đáp án A. Như vậy là chúng ta hình dung là thế là bốn câu bài tập tính toán sẽ có hai câu, một câu tương đối lạ, đó là câu số 12, câu số 22 và câu số 26 thì vận dụng tổng hợp của tính giao tử đa bội. Bây giờ đến ba câu lý thuyết, đó là câu 24. Câu 24 là về đột biến nhiễm sắc thể. Nội dung của câu 24: sự trao đổi chéo không cân giữa hai chromatid khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân 1 có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây? A. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể. B. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể. C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể. D. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể. Thế thì chúng ta học lý thuyết phần đột biến nhiễm thể thì câu này rất là dễ. Nếu các em nhớ lý thuyết, các em biết ngay là trao đổi chéo không cân giữa hai chromatid trong cặp tương đồng, hai trong bốn chromatid đấy thì sẽ gây ra hai hiện tượng trao đổi chéo không cân. Vậy thì nó sẽ ra hiện tượng kết quả là một cơ thể sẽ là lặp đoạn, một cơ thể là mất đoạn. Như vậy đáp án đúng của nó phải là đáp án C, mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể. Bây giờ chúng ta sang tiếp hai câu lý thuyết nhiễm sắc thể nữa là câu 35 và câu 56. Câu 35 như sau: khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người thì phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen. B. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp allele. C. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp. D. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, các gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có allele tương ứng trên Y. Bây giờ chúng ta cùng phân tích này. Đáp án A người ta bảo là trên vùng không tương đồng của X và Y mà lại là đều không mang gen thì thấy vô lý, bởi vì là ví dụ như là vùng tương đồng của vùng không tương đồng của X thì có bệnh mù màu và bệnh máu khó đông, vùng không tương đồng của Y thì có bệnh có túm lông trên tai và bệnh dính ngón tay 2-3. Như vậy đáp án A sẽ bị loại. Đáp án D chúng ta thấy ngay là trên vùng tương đồng của nhiễm giới tính mà lại gen trên nằm trên nhiễm giới tính X không có tương ứng trên Y, câu này các em loại trừ được quá dễ rồi. Câu C này: trên vùng không tương đồng của X và Y mà lại tồn tại từng cặp. Thực ra là câu C và câu D nó lộn nhau, nó ngược nhau, nên là hai câu này sai, các em hoàn toàn lựa chọn được, loại bỏ. Và đáp án đúng của nó phải là đáp án B. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp allele sẽ là đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu cuối của phần nhóm cơ chế di truyền và vật chất di truyền cấp độ tế bào. Câu 56. Đây là câu mà năm 2012 vẫn là thi cái năm tự chọn chương trình nâng cao và chương trình cơ bản. Câu 56 như sau: ở một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết, số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào đang ở thể 3 của loài này ở kỳ giữa. Thực ra câu này thì thầy xếp vào lý thuyết cũng được và xếp vào bài tập vận dụng dạng đơn giản cũng được, bởi vì là nó sẽ khai thác ở cái phần ghép bảng với các dạng thể lệch bội ở trong đột biến cấu trúc. Và đột biến số lượng thì có cái phần đột biến số lượng là đột biến mà nhớ là có cái phần đột biến lệch bội. Thế các em nhớ là thể 3 của nó thì 2N cộng 1. Vậy bây giờ có 8 nhóm gen liên kết thì sẽ là
2n bằng 16. 16 mà đang ở thể 3 vậy thì nó sẽ là 17. Vậy đáp án đúng của nó sẽ ở trường hợp này sẽ là đáp án D, 2n bằng 17. Như vậy thầy trò chúng ta vừa giải quyết xong 7 câu của vật chất di truyền và cơ chế di truyền cấp độ tế bào. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ sang phân tích về lý thuyết của sinh thái quần thể và quần xã ở 6 câu cũng như là di truyền học quần thể ở 5 câu. Chúng ta sang phần tiếp theo. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ sang tiếp các phần tiếp theo. Và để cho các bạn đỡ học nặng trong cái việc là theo dõi thì thầy sẽ xen kẽ giữa bài tập tính toán thầy hướng dẫn các bạn và câu hỏi lý thuyết phân tích để cho các bạn thấy là nó thoải mái hơn và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Như vậy chúng ta vừa phân tích về phần bài tập và phần lý thuyết của vật chất di truyền và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. Bây giờ thầy cho chúng ta sẽ phân tích về 6 câu đi, 6 câu lý thuyết sinh thái, phần quần thể và quần xã. Thế thì ở phần quần thể và quần xã trong chuyên đề sinh thái thì sẽ có 6 câu. Thầy thấy rằng những câu hỏi này thì cũng không có gì mới và lạ so với các năm trước, nhưng mà cũng có 1-2 câu là sẽ đòi hỏi sự tổng hợp kiến thức. Vậy thì chúng ta sẽ đi từng câu một nhé. Bây giờ sẽ là câu 19. Mối quan hệ ký sinh vật chủ và mối quan hệ vật giữ con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây? Như vậy năm nay nó hỏi câu là cái năm 2012 hỏi câu về vật ký sinh vật chủ và quan hệ vật giữ con mồi này thì giống nhau ở đặc điểm nào? A. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài. B. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi. C. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi. D. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại. Bây giờ thầy cho mình cùng phân tích này. Đáp án D sẽ chắc chắn sẽ gam cho lại được ngay, bởi vì là lều làm chết các cá thể của loài bị hại. Như vậy vật ký sinh và vật chủ ví dụ như là giun sán sống nhờ trong cơ quan tiêu hóa của động vật không bao giờ làm cho động vật bị chết, chỉ có là sử dụng chất dinh dưỡng thôi. Như vậy đáp án D không đúng. Còn đáp án B và đáp án C thì thực chất của nó là hai đáp án này nó ngược nhau. Các bạn phân tích rồi cái số lượng cá thể và kích thước cá thể thì các em nhớ rồi, kích thước cá thể và số lượng cá thể là kích thước quần thể nó tỷ lệ nghịch nhau. Như vậy là hai câu này là hai câu mà sẽ bị ngược và đều là đáp án sai. Như vậy đáp án đúng của nó phải là đều là mối quan hệ đối kháng, tức là một thằng thì có lợi và một thằng thì sẽ có hại. Đấy là đáp án giống nhau. Câu 19. Câu 23. Nội dung của câu 23 như sau. Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, như vậy là đây là câu về cấu trúc phân tầng của quần xã. Pháp biểu đằng sau đây là không đúng. A. Nhìn chung sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường. B. Nhìn chung sự phân bố theo chiều ngang thường tập trung vào nhiều vào vùng có điều kiện sống thuận lợi. C. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. D. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật. Thế thì thầy phân tích và thầy thấy ngay rằng là cái câu D ấy là câu sẽ không đúng, bởi vì là ở hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật. Chúng ta biết rằng là thực vật và động vật có mối quan hệ dinh dưỡng phù hợp và gắn bó mật thiết với nhau, ứng với mỗi không gian sinh thái của thực vật phân bố như nào thì sẽ có số loài thực vật tương ứng phân bố phù hợp. Như vậy đáp án D sẽ là đáp án các em thấy rằng cũng dễ thôi, em sẽ loại được là đây là sẽ là câu không đúng. Đến câu 27, câu về đặc trưng của quần thể đó là mật độ. Khi nói về mật độ cá thể của quần thể, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường. B. Khi mật độ cá thể của quần thể giảm, thức ăn dồi dào thì sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài giảm. D. C. Khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh gay gắt nhau. Và đáp án D. Khi mật độ cá thể của quần thể luôn ổn định, không có sự thay đổi theo thời gian và điều kiện sống của môi trường. Các em biết rằng là trong một đặc trưng của nó là đặc trưng là sinh vật luôn luôn tác động qua lại với môi trường và môi trường tác động làm biến đổi sinh vật cũng như theo chiều ngược lại, đó là cái phần diễn thế sinh thái. Vậy cái đặc trưng thứ tư, mật độ cá thể của quần thể luôn cố định, không thay đổi theo thời gian và điều kiện sống sẽ là đáp án không đúng. Các em thấy rằng phần sinh thái này ba câu vừa rồi thầy phân tích thì thấy nó sẽ tương đối dễ thôi. Đến câu 28. Câu 28 cũng là một đặc trưng của quần thể, đó là kích thước của quần thể. Câu 28 như sau.
Nếu kích thước của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì A. Số lượng cá thể trong quần thể ít, cơ hội gặp nhau của các cá thể đực và cái tăng lên dẫn tới làm tăng tỷ lệ sinh sản, làm số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. B. Mật độ cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng làm cho sự cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt hơn. C. Sự cạnh tranh về nơi ở giữa các cá thể giảm nên số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. Và D. Sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể và khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường của quần thể giảm. Chúng ta biết rằng là đây là một câu hỏi dễ nhất, mà nó là thuộc nhóm câu hỏi là tái hiện lại kiến thức. Thế thì ở trong cái sách 12 nâng cơ bản các em đã học thì có một phần đặc trưng và hậu quả của việc là kích thước quần thể tăng quá cao hoặc nhỏ hơn mức tối thiểu. Thế thì khi giảm hơn mức, chúng ta sẽ giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quan hệ cận huyết, giao phối cận huyết sẽ có xảy ra cạnh tranh gay gắt, ít có sự hỗ trợ. Vậy thì đáp án đúng của nó dễ dàng gặp được là đáp án D. Đến câu 29, đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể giao phối? A. Độ đa dạng về loài. B. Tỷ lệ giới tính. C. Mật độ cá thể. D. Tỷ lệ các nhóm tuổi. Thầy thấy rằng câu này là câu đến năm 2014 vừa rồi, là năm thứ 3 mà đã thi lại câu này, hoàn toàn giống nhau. Thế thì trong 4 đặc trưng này thì chỉ có đặc trưng về độ đa dạng về loài là đặc trưng của quần xã. Các em sẽ chọn được đáp án là đáp án A. Bây giờ đến câu 54, câu cuối cùng của phần sinh thái lý thuyết của quần thể và quần xã. Câu 54 như sau. Câu 54 là một câu mà mọi năm thì sẽ có một câu về sinh thái cá thể riêng rẽ, nhưng năm nay thì sinh thái cá thể không ra, và câu 54 là câu tổng hợp của cả sinh thái cá thể, sinh thái quần thể vào trong một cái diễn thế sinh thái. Nội dung của câu 54 như sau. Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế sinh thái, xu hướng nào sau đây là không đúng? A. Ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng. B. Tổng sản lượng sinh vật được tăng lên. C. Tính đa dạng về loài tăng. D. Lưới thức ăn trở nên phức tạp. Thế thì đây người ta yêu cầu là xu hướng biến đổi chính trong diễn thế nguyên sinh. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế mà thiết lập trạng thái cân bằng quần xã đỉnh cực, độ đa dạng tăng. Thế nhưng vì độ đa dạng và số loài thành phần loài tăng, thế nên là đây người ta lại có một cái đáp án là ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng là sai, phải thu hẹp lại bởi vì sự đa dạng và thành phần loài tăng. Các em hoàn toàn chọn được là đáp án là đáp án A, thế là đáp án không đúng. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em phân tích về 6 câu hỏi lý thuyết trong phần nhóm sinh thái quần thể và quần xã. Bây giờ thầy cho chúng ta sang phần tiếp, di truyền học quần thể. Di truyền học quần thể thì thầy thấy rằng là năm nay cũng năm 2012 nó cũng khác so với một năm mọi năm trước, đó là năm 2012 thì sẽ có 5 câu trong di truyền quần thể, tức là riêng phần quần thể sẽ chiếm tới 1 điểm. Nhưng mà một điểm này thì sẽ có 3 câu bài tập, tức là phần này bài tập sẽ nặng hơn một câu và tính toán thì thiên về xác suất. Thứ hai là hai câu lý thuyết của quần thể thì mọi năm là một câu lý thuyết thì sẽ hỏi về lý thuyết đặc điểm của quần thể ngẫu phối, quần thể nội phối. Thì năm nay hai câu lý thuyết của quần thể lại là sự kết hợp của phần nhân tố tiến hóa đi vào. Và có một câu lý thuyết đấy gần như cũng thiên về phần bài tập. Bây giờ thì chúng ta cùng làm nhé. Thứ nhất là câu 6. Câu 6 là một câu bài tập tính toán xác suất trong quần thể. Thì đọc câu 6 này. Ở người, một gen trên một nhiễm sắc thể thường có 2 allele. Allele A lớn quy định thuận tay phải, trội hoàn toàn so với allele A nhỏ thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này, xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta cùng chữa câu 6. Câu 6 người ta cho là câu 6 di truyền quần thể A lớn thuận tay phải. Thầy viết tắt cho nhanh này. A nhỏ thuận tay trái. Như vậy tính trạng chuyển lẫn hoàn toàn. Quần thể đang cân bằng di truyền có 64% số người
thuận tay phải. Người ta bắt tính thì hầu hết thầy nhấn mạnh một cái để chú ý này. Thông thường trong bài đề thi đọc thì người ta thường cho cân bằng quần thể rồi, nhưng người ta cho là cho cái kiểu hình của cơ thể đấy là cơ thể mang tính chạm trội. Nếu bạn nào mà làm ẩu ấy thì bạn ấy sẽ sử dụng khai căn và bạn ấy sẽ ra được tần số Allen thì vô tình lại là bị làm sai mất rồi. Từ đây các em phải suy ra trong quần thể sẽ có 36% người thuận tay trái có kiểu gen là A nhỏ A nhỏ. Vậy từ đây các em sẽ tính được ra QA nhỏ bằng 0,6 và PA lớn bằng 0,4. Vậy bây giờ ta sẽ có thành phần kiểu gen của quần thể cân bằng sẽ được tính như thế nào, sẽ bằng là 0,4A lớn 0,6A nhỏ. Vậy thì sẽ có cái thành phần kiểu gen là 0,48 như vậy. Xong thành phần kiểu gen, thầy nhấn mạnh một lần đó là tính xác suất của quần thể nó khác hoàn toàn với tính xác suất của di truyền phân ly. Sau này đến phần các lý thuyết chuyên đề đó thì các em sẽ hoàn toàn được thầy cung cấp cho các em về cái mẹo như cái cách tính của xác suất trong thể dị hợp tử và trong so với tổng số cơ thể trội đó. Bây giờ chúng ta tính này, một người phụ nữ, đầu bài sẽ cho là một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải. Như vậy kiểu gen của người phụ nữ thuận tay trái sẽ là A nhỏ kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải sẽ là A gạch. Bây giờ người ta hỏi là hãy tính xác suất để họ sinh được một đứa con đầu lòng này thuận tay phải. Như vậy yêu cầu của bài toán là tính xác suất để sinh được người con đầu lòng này là có kiểu hình là thuận tay phải, kiểu gen sẽ là A gạch. Vậy bây giờ chúng ta cùng phân tích này. Vậy ở người bố sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người phụ nữ là A nhỏ kết hôn với người chồng là A lớn. Thế thì trường hợp này chúng ta thấy ngay là sẽ không bao giờ sinh con thuận tay trái, nên chúng ta không quan tâm bởi vì chúng ta cần tính xác suất này. Vậy có một trường hợp nữa là người phụ nữ kiểu gen A nhỏ kết hôn với người chồng có kiểu gen là A nhỏ, vậy thì sẽ sinh con thuận tay trái, không thỏa mãn. Vậy chúng ta trong trường hợp này chúng ta sẽ, thầy cho chúng ta sẽ tính cái tỷ lệ xác suất sinh con thuận tay trái là bao nhiêu, rồi lấy 1 trừ đi thì sẽ ra kết quả của yêu cầu của bài toán. Tuy nhiên trong trường hợp này thì xác suất để người bố mang kiểu gen dị hợp tử không được tính theo toán phân ly, bởi vì đây là di truyền quần thể. Vậy ta sẽ có xác suất của người đàn ông đó dị hợp sẽ là A lớn A nhỏ. Và trường hợp này sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 0,48 chia 0,64 và bằng 3/4. Vậy bây giờ nhìn này, A nhỏ với 3/4 A lớn A nhỏ thì sinh ra 1/2 con là thuận tay trái. Xác suất để người bố thuận tay phải mang kiểu gen dị hợp tử là 3/4. Vậy kết quả tỷ lệ con thuận tay trái sẽ là 1/2 nhân 3/4 bằng 3/8. Vậy còn lại là sinh con thuận tay phải. Vậy xác suất cần tìm để đưa ra đáp án ở bài này sẽ là 62.5%. Đấy là câu thứ nhất, câu số 6. Bây giờ thầy cho chúng ta tìm tiếp câu 13. Câu 13 cũng là một câu mà năm nào cũng sẽ có một câu tính tổng số kiểu gen ở trong quần thể của giới đực và giới cái ấy, hoặc là tính chung trên vùng tương đồng hay không, vùng không tương đồng. Năm nay thì bài toán này cho ở vùng tương đồng, tức là khác so với năm 2011, năm 2010 đó là nó khó hơn một chút. Nội dung của câu 13 như sau. Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lô cút có 3 allen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm thể giới tính X và Y. Biết rằng không có đột biến xảy ra, theo lý thuyết số loại kiểu gen tối đa về lô cút này trong quần thể là bao nhiêu? Chúng ta cùng làm câu 13. Ở vùng tương đồng,
Thế thì bây giờ chúng ta tính riêng của hai giới xong rồi chúng ta cộng vào thì sẽ ra. Vậy bây giờ nếu chúng ta xét ở giới XX, một gen có 3 allele, vậy chúng ta áp dụng theo gen của nhiễm sắc thể thường cũng được. Nó sẽ là 3 nhân với cả 3 cộng 1 chia 2. Như vậy ở giới XX sẽ có 6 kiểu gen. Bây giờ ở giới XY, ở vùng tương đồng thế nên có 3 allele, vậy thì số kiểu gen ở giới XY sẽ là 9 kiểu gen. Vậy xét cả quần thể sẽ bằng giới XX cộng giới XY sẽ bằng 15 kiểu gen. Như vậy đáp án đúng của nó sẽ phải là đáp án A. Chúng ta sang tiếp một câu nữa trong quần thể, đó là câu số 31. Câu này thầy đánh giá là cũng rất là hay. Nếu học sinh nào không có sự xử lý nhanh thông tin thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Thầy sẽ phân tích câu 31 cho các bạn. Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có 2 allele nằm trên nhiễm sắc thể thường. Allele A lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele A nhỏ quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền, có số cây hoa trắng chiếm tỷ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lý thuyết tỷ lệ kiểu hình thu được ở đời con là bao nhiêu? Phương án A 35 đỏ 1 trắng, phương án B 15 đỏ 1 trắng, phương án C 24 đỏ 1 trắng và phương án D 3 đỏ 1 trắng. Bây giờ chúng ta phân tích. Cái mới của bài này là vận dụng của cả toán đa bội trong giảm phân cũng như là phần nhiễm sắc thể cân bằng của quần thể. Vậy chúng ta thấy ngay là ở phần này thì nhiễm sắc thể nhìn thì có vẻ là học sinh tưởng là đáp án 35, 1, 24, 1 là toán đa bội đột biến rồi, nhưng thực ra thì không phải, đây là tính số đông trên quần thể. Bây giờ đầu bài cho là có 4% cây hoa trắng. Câu 31 này, thầy cho chúng ta cứ câu 31. 4% cây hoa trắng có kiểu gen sẽ là A nhỏ, A nhỏ. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra quần thể đang cân bằng, vậy quy A nhỏ bằng 0,2 và PA lớn bằng 0,8. Vậy thành phần kiểu gen của quần thể sẽ là 0,64. Đây là thành phần kiểu gen. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu này. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ ở quần thể trên giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Như vậy tức là người ta loại bỏ hoàn toàn cây hoa trắng đi, người ta lấy cây hoa đỏ. Vậy các em phải quy đổi cái tỷ lệ của hoa đỏ này về 100%. Nếu không quy đổi là sẽ bị sai. Như vậy trường hợp này sẽ là 0,64 A lớn trên 0,96 A lớn gạch. Vậy trường hợp này nó sẽ bằng là 2/3 là A lớn A lớn. Tương tự như thế ta sẽ có là 1/3 là A lớn A nhỏ. Vậy ở quần thể này từ đây ta sẽ thấy rằng PA lớn bằng 5/6, 2/3 cộng với 1/2 của 1/3 và QA nhỏ bằng 1/6. Vậy nếu cho các cây hoa đỏ này giao phấn với nhau và tính tỷ lệ kiểu hình thì ta sẽ rất đơn giản tìm được ngay là 35 hoa đỏ 1 hoa trắng. Đáp án đúng sẽ là đáp án A. Bây giờ thầy chúng ta sang tiếp hai câu của phần di truyền quần thể. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp phần phát sinh sự sống và phát sinh loài người cũng như sinh học cá thể. Bây giờ thầy chúng ta sang tiếp hai câu tiếp theo của phần di truyền quần thể. Hai câu này là hai câu cũng vận dụng của tiến hóa. Câu thứ nhất là câu 37. Câu này thì lý thuyết thôi. Thầy đọc câu hỏi nhé. Ở một loài động vật màu sắc lông do một gen có 2 allele nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen A lớn quy định lông xám. Kiểu gen A lớn A nhỏ quy định lông vàng. Kiểu gen A nhỏ quy định lông trắng. Cho các trường hợp sau. 1. Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém. Các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 2. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 3.
Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém. Các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 4. Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. Giả sử một quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen là 0,25 A lớn A lớn, 0,5 A lớn A nhỏ, 0,25 A nhỏ A nhỏ. Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số allele của quần thể trong các trường hợp nào? Phương án A, 2 và 4. Phương án B, 3 và 4. Phương án C, 1 và 2. Phương án D, 1 và 3. Thế thì chúng ta thấy ngay là ở bài này là một bài lý thuyết đề rất là dài nhưng mà nó dễ thôi. Bài này mục đích chính của nó là sẽ loại hỏi các em về cái kỹ năng mà chọn lọc tự nhiên tác động để loại bỏ đi. Thế chúng ta nhớ lại là chọn lọc tự nhiên tác động hiệu quả hơn đối với allele trội, loại bỏ hoàn toàn sau một thế hệ. Và loại bỏ allele lặn thì nó sẽ khó hơn bởi vì nó sẽ có xu hướng đi vào trạng thái dị hợp tử. Vậy ở trường hợp này các em sẽ hoàn toàn thấy được ngay là đáp án đúng sẽ là trường hợp 1 và trường hợp 3 sẽ nhanh chóng loại bỏ được trong các trường hợp đó. Bây giờ đến câu tiếp theo là câu 44. Câu 44 thì thực chất cũng có thể là một câu bài tập được, tính toán được. Câu 43, nội dung của câu 43 về quần thể như sau. Ở một quần thể cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau: thế hệ F1 0,12 A lớn A lớn, 0,56 A lớn A nhỏ, 0,32 A nhỏ A nhỏ. F2 0,18 A lớn A lớn, 0,44 A lớn A nhỏ và 0,38 A nhỏ A nhỏ. F3 0,24 A lớn A lớn, 0,32 A lớn A nhỏ và 0,44 A nhỏ A nhỏ. F4 0,28 A lớn A lớn, 0,24 A lớn A nhỏ và 0,48 A nhỏ A nhỏ. Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau, quần thể có khả năng chịu tác động, đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây? A. Yếu tố ngẫu nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Giao phối ngẫu nhiên. Và D. Đột biến gen. Thế thì khi đi thi gặp câu hỏi dạng như này thì thầy sẽ hướng dẫn một cách làm rất đơn giản. Các em sẽ làm như sau. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn câu 43. Ở kiểu gen thành phần của F1 sẽ là vậy. Rất đơn giản, các em có hai thao tác. Một là các em nhìn sự biến thiên về kiểu gen và hai là các em tính tần số allele. Trường hợp F1 chúng ta thấy ngay PA lớn bằng thằng này cộng với một nửa của A lớn A nhỏ, như vậy bằng 0,28 cộng 0,12 bằng 0,4. Tương tự như vậy, bây giờ đến F2. 0,18 bây giờ chúng ta sẽ nhìn này, vẫn PA lớn 0,22 cộng 0,18 bằng 0,4, QA nhỏ cũng bằng 0,6. Làm ở đây thôi, em sẽ nhìn thấy ngay, không cần phải tính đến F3, F4. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp là phải tính, nếu không là sẽ bị lừa, bởi vì một số năm như 2014 thì thấy là sẽ biến đổi trên hai phần của thế hệ nên phải chú ý. Đối với năm 2012 nhìn nhanh thì ra như này thôi. Các em thấy ngay là ở F1 và F2 tần số allele không thay đổi, tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm đi 0,12 ở từ F1 sang F2, thì sự giảm 0,12 này được chia đều cho hai thể đồng hợp trội và đồng hợp lặn. Vậy chỉ có một nhân tố mà làm được điều này, đó là giao phối không ngẫu nhiên. Vậy đáp án đúng của nó sẽ phải là đáp án B. Như vậy thầy trò chúng ta vừa phân tích xong 5 câu trong đề thi của 2012 về di chuyển quần thể. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích về hai câu phát sinh sự sống và phát sinh loài người. Thế thì năm 2012 lẽ ra các năm trước là phát sinh sự sống một câu và phát sinh loài người một câu. Thì ở năm 2012 là cả hai câu này đều về phát sinh sự sống. Câu số 18 và câu số 20. Câu số 18 là đầu kỷ carbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khí hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh vật điển hình ở kỷ này là A. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị phát sinh bò sát. B. Cây có mạch và động vật di cư lên cạn. C. Cây hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim.
D. Xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỷ, tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ. Thế thì câu này là một câu mà thầy vẫn nói với cả học sinh của thầy là hoàn toàn là một câu mà các em muốn lấy được điểm 10, các em phải học thuộc cái bảng ở phần sát sinh sự sống, bởi vì không có một tí gì khó cả, chỉ học thuộc và nhớ. Vậy câu này đáp án đúng của nó hoàn toàn các em sẽ chọn được là đáp án A, là sẽ là đáp án mà điển hình của khí hậu ở đầu kỷ carbon. Bây giờ đến câu 20. Trong quá trình phát sinh sự sống trên trái đất, các ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã được hình thành nên A. Các tế bào nhân thực, B. Các đại phân tử hữu cơ, C. Các giọt qua xác va, D. Các tế bào sơ khai. Thế thì câu này là một câu về lịch sử các giai đoạn tiến hóa, thì nó có tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Vậy người ta hỏi là ở giai đoạn tiến hóa hóa học, vậy kết quả của tiến hóa hóa học là hình thành nên các đại phân tử hữu cơ. Đáp án đúng của nó là đáp án B. Tiếp theo là sinh thái học cá thể, thì câu này chúng ta nói rồi, nó sẽ không có trong sinh học thái học cá thể mà có một câu tổng hợp ở trong diễn thế sinh thái thầy đã phân tích rồi. Bây giờ thầy cho chúng ta sang phần di truyền học người. Di truyền học người của năm 2012 thì sẽ có 4 câu, trong đó thì có 2 câu lý thuyết và 2 câu bài tập. 2 câu bài tập thì một câu về khai thác phả hệ và một câu tính toán bình thường vận dụng của tổ hợp toán phân ly của Mendel. Nhưng 2 câu này đều có một điểm chung, đó là đều vận dụng để tính xác suất. Còn 2 câu thì sẽ là lý thuyết đơn thuần của phần di truyền y học và di truyền người. Bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Câu thứ nhất là câu 16. Câu 16 thực chất là một câu của toán phân ly vận dụng vào, thầy xếp vào di truyền người thôi. Nội dung của câu 16 như sau. Ở người, xét một gen nằm trên nhiễm thể thường có 2 allele, allele A lớn không gây bệnh, trội hoàn toàn so với allele A nhỏ gây bệnh. Một người phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong cả gia đình trên đều không bị bệnh. Câu này rất là dễ thôi, chúng ta cùng phân tích nhé. Câu 16. Theo quy ước gen, A lớn bình thường, A nhỏ bệnh. Bây giờ người ta nói rằng là xét gia đình người phụ nữ chúng ta phải nhớ một cái dữ kiện cuối của bài toán cho là cả hai bên vợ và chồng thì không có ai bị bệnh ngoài người em chồng và người em vợ bị bệnh. Vậy thì người phụ nữ bình thường có kiểu gen là A gạch. Bây giờ chúng ta thấy ngay là có em gái, có em trai bị bệnh. Em trai bị bệnh là A nhỏ, A nhỏ. Vậy thì suy ra bố mẹ cô ta bình thường phải cho ra được giao tử A nhỏ. Vậy kiểu gen của bố mẹ cô gái này phải là A lớn A nhỏ và A lớn A nhỏ. Vậy xác suất để người phụ nữ này dị hợp, chúng ta suy ngược lại, xác suất để dị hợp theo toán phân ly chứ không phải theo quần thể sẽ là hoàn toàn tương tự như thế đối với cả gia đình người đàn ông, cũng sẽ xác định được xác suất để người chồng dị hợp. Thầy sẽ viết tắt luôn. Cũng sẽ vẫn là, bây giờ thầy chúng ta cùng phân tích này. Như vậy kiểu gen của người phụ nữ và người đàn ông này đều có thể có hai kiểu, hoặc là A lớn A lớn hoặc là A lớn A nhỏ. Vậy nếu hai kiểu P thì yên tâm, hoàn toàn không bao giờ con bị bệnh. Chỉ có một kiểu duy nhất của cặp vợ chồng này kết hôn với nhau mà mang kiểu gen như này thì mới sinh ra con bị bệnh. Vậy chúng ta thấy ngay là cái xác suất của người vợ và người chồng dị hợp tử trong mỗi trường hợp này là 2/3. Và dị hợp với dị hợp thì sinh con bị bệnh là 1/4. Như vậy xác suất để cần tìm trong bài này để con bị bệnh sẽ là xác suất bằng 1/9. Vậy bài toán người ta yêu cầu hỏi là xác suất để sinh ra một đứa con bình thường không bị bệnh. Vậy chúng ta sẽ sử dụng phần trừ. Cái năm 2012 này thì lại hay sử dụng phần trừ, phần bù. Vậy thì xác suất cần tìm để một đứa bình thường sẽ là
Như vậy là gần 90% cặp vợ chồng này sinh ra đứa đầu tiên bị sẽ là đứa con bình thường, xác suất bằng 8/9. Như vậy kết quả đúng sẽ là đáp án B. Bây giờ đến câu 33, chúng ta cùng phân tích câu 33. Câu 33 là một phả hệ. Thầy sẽ viết phả hệ, phải vẽ phả hệ lên bởi vì nó sẽ hơi khó. Thầy sẽ vẽ phả hệ cho các em để nói cho nó dễ. Các em sẽ theo dõi. Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một gen có 2 allele của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ 3 không mang allele gây bệnh, xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thế hệ thứ 3 bệnh là bao nhiêu? Các em sẽ theo dõi đề và thầy sẽ vẽ phả hệ ở trên bảng. Khi đi thi thì thầy dạy một cái mẹo, đó là đề thi nhiều khi người ta không có cái ký hiệu 1, 2, thì các em cố gắng là làm vào đề và các em sẽ làm ra nháp, nó đỡ bị nhầm. Như trường hợp này là đề thi năm 2012 là không có ký hiệu của các cá thể trong từng thế hệ. Thì vẽ nhanh một chút. Vậy đây sẽ thể hiện để ở thế hệ 2 thì sẽ đánh số là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ở thế hệ thứ 3 thầy sẽ đánh ký hiệu là 1, 2, 3 và 4. Người ta hỏi rằng là bây giờ cái thế hệ 32 và 33 này kết hôn với nhau thì xác suất để sinh ra một đứa con bị bệnh ở thế hệ này sẽ là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta cùng phân tích này. Từ phả hệ thì các em sẽ hoàn toàn phân tích được rằng là bệnh này là bệnh do gen lặn nằm ở trên nhiễm sắc thể thường quy định. Bởi vì nếu chúng ta dựa vào cá thể 34 bị bệnh mà nằm trên giới tính thì phải suy ngược ra bố của cá thể đó là 2 năm phải bị bệnh. Nhưng trường hợp này 2 năm lại bình thường, như vậy vô lý. Vậy chúng ta sẽ kết luận ở câu đó sẽ là bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Bây giờ mục đích của chúng ta là chúng ta phải tính được cái kiểu gen dị hợp của 32 và 33. Còn nếu mà một người là đầu hợp trội thì yên tâm là không bao giờ con sẽ bị bệnh cả, trừ trường hợp đột biến. Vậy bây giờ chúng ta đi ngược lại này. 21 bị bệnh, vậy chứng tỏ 11 và 12 phải là dị hợp tử. Vậy xác suất để 23 dị hợp trong số những người bình thường này sẽ là 2/3. Như vậy xác suất để 23 là 2/3. Như vậy thầy sẽ biết luôn 23 ở đây là dị hợp là 2/3. Người ta nói câu dữ kiện là bố của người đàn ông ở thế hệ thứ 3, tức là đây 24 không mang gen gây bệnh. Vậy chứng tỏ 24 phải có kiểu gen là A lớn. Vậy xác suất để 32 này dị hợp trong số bố mẹ của 32 là A lớn A nhỏ và A lớn sẽ là 1/2. Như vậy xác suất để 32 dị hợp A lớn A nhỏ sẽ là 1/2. Bây giờ chúng ta xét tiếp ở gia đình người phụ nữ. 33 dị hợp cũng suy ngược ra 34 bị bệnh. Vậy 25 và 26 phải là dị hợp tử. Vậy 33 có xác suất dị hợp sẽ là 2/3. Nhưng mà dị hợp với dị hợp thì xác suất sinh con bị bệnh chỉ là 1/4. Vậy xác suất để cần tìm sinh ra một đứa trẻ bị bệnh của cặp vợ chồng 32 và 33 kết hôn với nhau sẽ là 2/3 nhân 1/2 nhân 1/4 nhân 2/3 và kết quả cuối cùng cần tìm là 1/18. Như vậy đáp án đúng của câu này sẽ là đáp án A, 1/18. Hai câu trong di truyền người nữa là hai câu 41 và câu 60. Chúng ta sẽ phân tích tiếp câu 41. Câu 41 là một câu chương trình cơ bản ở phần di truyền y học tư vấn. Câu 41:
khi nói về bệnh phenin keton niệu ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Bệnh phenin keton niệu là do lượng axit amin tizogin dư thừa và ứ đọng trong máu chuyển lên não gây độc, đầu độc tế bào thần kinh. B. Bệnh có thể phát hiện ra bệnh phenin keton niệu bằng cách làm các tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi. C. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phenin alanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người bệnh sẽ trở nên khỏe mạnh hoàn toàn. D. Bệnh phenin keton niệu là bệnh do đột biến gen mã hóa enzyme xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phenin alanin thành tyrosine trong cơ thể. Thế thì ở câu này chúng ta thấy là một câu hoàn toàn ở trong sách giáo khoa của 12 cơ bản. Câu B bị loại ngay bởi vì đột biến gen thì không bao giờ phát hiện bằng tiêu bản nhiễm sắc thể. Câu C cũng sẽ bị loại bởi vì chỉ hỗ trợ chứ không thể khỏe hoàn toàn được. Và đáp án đúng của nó là đáp án D. Câu 60. Hiện nay một trong những biện pháp ứng dụng liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị các bệnh di truyền ở người là A. Đưa các protein ức chế vào trong cơ thể người để ức chế hoạt động của các gen gây bệnh. B. Làm biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể thành các gen lành. C. Loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh. Và D. Bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh. Như vậy đáp án của nó hiện nay các nhà khoa học cần tìm và chữa trị được ứng dụng đó là bổ sung gen lành vào cơ thể bệnh để chữa trị cho những người mà gen đó đã bị hỏng. Đó là những câu hỏi của phần di truyền người. Đối với phần di truyền học chọn giống thì chúng ta cũng sẽ có 3 câu. Câu thứ nhất là câu 10. Đây cũng là toàn bộ câu lý thuyết thôi, thầy sẽ đi nhanh 3 câu lý thuyết này. Câu 10, khi nói về vai trò của thể truyền plasmid trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nếu không có thể truyền plasmid thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận. B. Nhờ có thể truyền plasmid mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận. C. Nhờ có thể truyền plasmid mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận. D. Nếu không có thể truyền plasmid thì tế bào nhận không phân chia được. Thì chúng ta thấy ngay là đặc điểm, chúng ta phải vận dụng đặc điểm của plasmid và 3 giai đoạn của quá trình kỹ thuật cấy gen, chuyển gen tạo ADN tổ hợp. Thì đáp án đúng, cần phải chọn đó là đáp án C. Câu tiếp theo là câu 42. Rồi, câu này nói về ưu thế lai. Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống. B. Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau. C. Trong một số trường hợp lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai, nhưng nếu cho con lai này lai với con lai dòng thứ 3 thì lại tạo ra con lai ưu thế lai. D. Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền học của ưu thế lai được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội. Bài toán này người ta yêu cầu các em chọn đặc điểm không đúng. Vậy thì đáp án A sẽ là đáp án đông không đúng. Bởi vì là trong ưu thế lai thì tính di truyền chưa ổn định, vì vậy mà người ta không dùng ưu thế lai để nhân giống. Câu cuối của phần ứng dụng di truyền học là câu 51. Câu 51 trong nuôi cấy hạt phấn. Người ta tiến hành nuôi cấy hạt phấn của các cây có kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ, E lớn E nhỏ, G lớn G nhỏ thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa để tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lý thuyết, quá trình này tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau? Bài này nếu các em theo dõi bài giảng của thầy ở trang tuyển sinh của chúng ta thì chúng ta thấy ngay là nó sẽ có 3 kiểu gen dị hợp tử. Như vậy số dòng thuần tối đa thu được sẽ là 2 mũ n, n là dị hợp tử, vậy 2 mũ n, n bằng 3, vậy nó sẽ có 8 dòng thuần thu được. Như vậy thầy cho chúng ta vừa đi qua một loạt các câu hỏi. Phần tiếp theo thầy cho chúng ta sẽ đi qua các câu hỏi của quy luật di truyền một cặp tính trạng, hai cặp tính trạng. Phần này rất là khó và nó sẽ có nhiều câu hỏi hay để tính toán. Chúng ta vào tiếp phần quy luật di truyền phần một tính trạng và hai tính trạng. Bây giờ thầy cho chúng ta sẽ tiếp tục vào phần mảng quy luật di truyền. Phần mảng quy luật di truyền rất là nhiều câu hỏi. Nếu bạn nào mà học tốt phần quy luật di truyền thì sẽ có tỷ lệ điểm rất là cao. Trong đó 12 câu thì có đến 8 câu phần bài tập và 4 câu phần lý thuyết. 4 câu phần lý thuyết thì đơn giản thôi, chỉ có một câu là các em phải tư duy. Còn 8 câu bài tập thì đòi hỏi tính toán nhiều, đặc biệt là phần tính nhanh.
Thầy sẽ không nói đến cái cách tính nhanh tổng quát, phần đó thì sẽ có ở những cái chuyên đề mà chúng ta sẽ được học ở trong các bài học luyện thi. Thế ở phần này thì thầy chỉ hướng dẫn cho các bạn về cái tính nhanh ở từng phần câu hỏi đó thôi. Chúng ta sẽ vào từng câu một. Câu thứ nhất ở mã đề 279 đó là câu 1. Nội dung của câu 1 như sau. Ở đậu Hà Lan, gen allele A lớn quy định thân cao chịu hoàn toàn so với allele A nhỏ quy định thân thấp. Allele B lớn quy định hoa đỏ chịu hoàn toàn so với allele B nhỏ quy định hoa trắng. Các gen phân ly độc lập. Cho hai cây đậu P giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây cao hoa đỏ, 37,5% cây thân thấp hoa đỏ, 12,5% cây thân cao hoa trắng và 12,5% cây thân thấp hoa đỏ. Xin lỗi, cây thân thấp hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen ở F1 là... Thế thì bài này biết rõ là quy luật phân ly độc lập. Vậy các em phải xác định được tỷ lệ kiểu gen của nó và các em phải xác định được cái tỷ lệ phân ly kiểu gen chung của hai tính trạng này. Vậy bây giờ chúng ta cùng chữa nhé. Câu 1 của di truyền quy luật. Di truyền này, câu 1. Đầu bài cho biết là thu được 37,5% cao đỏ. Ba bảy phẩy năm phần trăm thấp đỏ. Mười hai phẩy năm phần trăm cao trắng. Mười hai phẩy năm phần trăm thấp trắng. Từ tỷ lệ kiểu hình này phải có một nguyên tắc, đó là các em phải xác định được tỷ lệ kiểu gen. Qua đó thì xác định được từng tính trạng một. Thứ nhất là cao trên thấp, chúng ta thấy ngay là bằng 1:1. Như vậy với quy ước đầu bài cho rồi thì ta sẽ suy ra được ngay là kiểu gen sẽ là, vậy trường hợp này kiểu gen A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ thì phân ly kiểu gen ở trường hợp này sẽ là 1:1. Tương tự như vậy, bây giờ đến đỏ chia trắng. Thì trường hợp này là bằng 3:1. Vậy ta phải xác định được phép lai nào cho ra được tỷ lệ 3 đỏ 1 trắng. Vậy chỉ có một phép lai là B lớn B nhỏ với B lớn B nhỏ. Vậy trong trường hợp này thì phân ly kiểu gen là 1:2:1. Vậy tổ hợp cả hai tính trạng này thì ta sẽ có phân ly kiểu gen cần tìm sẽ là 1:1 nhân với 1:2:1. Và kết quả cần tìm sẽ là đáp án C. Bây giờ chúng ta sang tiếp câu 4. Câu 4 là một câu lý thuyết cho biết mỗi gen quy định một tính trạng allele trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ phân ly kiểu gen khác với phân ly kiểu hình? Thế thì thực ra là câu hỏi lý thuyết nhưng nó là câu hỏi bài tập vận dụng. Bốn phương án đã cho ở bài toán thì chúng ta nhìn thấy ngay là có một cái mẹo. Đó là chỉ khi nào chúng ta nhìn lại ở câu 1, đó là 1:1 với dị hợp, với đồng hợp lặng thì mới phân ly kiểu gen giống với phân ly kiểu hình. Còn trường hợp dị hợp với dị hợp thì phân ly kiểu gen khác hoàn toàn phân ly kiểu hình trong trường hợp trội hoàn toàn. Vậy nhìn thấy ngay đáp án C, B và D là đáp án mà bao giờ cũng sẽ có là dị hợp với đồng hợp lặng hoặc đồng hợp lặng với đồng hợp lặng. Chỉ có đáp án A là sẽ xuất hiện cơ thể dị hợp với dị hợp. Vậy kết quả cần tìm sẽ là đáp án A. Câu tiếp theo là câu 5. Nội dung của câu 5 tương đối dài, thì sẽ đọc đề bài của câu 5 như sau. Ở một loài thực vật lưỡng bội, allele A lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele A nhỏ quy định thân thấp. Allele B lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele B nhỏ quy định hoa vàng. Các gen phân ly độc lập. Cho cây cao hoa đỏ là cây P tự thụ phấn thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình. Cho cây P giao phấn với hai cây khác nhau, với cây thứ nhất thu được đời con có tỷ lệ phân ly kiểu hình là 1:1:1:1. Với cây thứ hai thu được đời con chỉ có một loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến và các cá thể con có sức sống như nhau, kiểu gen của cây P, cây thứ nhất và cây thứ hai lần lượt là bao nhiêu? Bài này cũng là một câu về phân ly độc lập. Vậy từ một cái dữ kiện đầu bài các em thấy ngay là cho cây cao hoa đỏ P tự thụ phấn. Đây là hai cơ thể mà mang hai tính trạng trội. Thầy ký hiệu là A gạch B gạch.
Tự thụ phấn. Thu được 4 loại kiểu hình. Từ đó các em thấy ngay là theo lý thuyết phân ly độc lập thì chứng tỏ cây cao đỏ này phải chứa hai cặp gen dị hợp tử. Vậy ta suy ra ngay được kiểu gen của cây P sẽ là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại bài toán thì chúng ta thấy ngay là ở cái bài này thì cây P hoàn toàn là dị hợp tử, là thu được như thế, nhìn thấy ngay không có loại trừ được. Nhưng đi thi thì dạy cho một cái mẹo, đó là nếu đi thi mà nhìn nhanh vào ấy mà thấy cái đáp án nào mà không có cái cây đầu tiên là cây dị hợp tử thì các em gạch bỏ luôn, không quan tâm. Như vậy là sẽ bớt đi được những phương án gây nhiễu. Bây giờ với cây P này lai với cây thứ nhất thu được tỷ lệ, P lai với cây 1 thu được tỷ lệ là, mà cây P là cây A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Vậy từ đây suy ra kiểu gen của cây 1 phải là đồng hợp lại, giống như lai phân tích. Vậy nhìn thấy ngay, các em thấy ngay là trong số 4 phương án đề thi cho thì đến cây thứ 2 sẽ loại được đáp án A và đáp án B, gạch bỏ luôn, không quan tâm, bởi vì nó không có cái đáp án nào là A nhỏ, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Tương tự như vậy, với cây P lai với cây thứ 2 thu được đồng tính một loại kiểu hình, tức là chứng tỏ trong số các kiểu gen của hai cái phương án còn lại thì chỉ có phương án C sẽ là cơ thể đấy là A lớn, B lớn, B lớn. Như vậy đáp án cần tìm để thỏa mãn cho trật tự đó là đáp án C. Thầy trò chúng ta vừa đi qua câu 5. Bây giờ đến câu tiếp theo là câu 8. Câu 8 là câu vận dụng tính nhanh của tỷ lệ loại kiểu hình. Nội dung của câu 8 như sau. Ở dùi giấm alen A lớn quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen A nhỏ quy định thân đen. Alen B lớn quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen B nhỏ quy định cánh cụt. Alen D lớn quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen D nhỏ quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ X D lớn X D nhỏ. Lai với A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ X D lớn Y. Thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám cánh dài mắt đỏ chiếm tỷ lệ 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở F1 tỷ lệ ruồi đực thân xám cánh cụt mắt đỏ là bao nhiêu? A. 1,25%, B. 3,75%, C. 2,5%, D. 7,5%. Bây giờ chúng ta cùng phân tích câu 8. Tổ hợp nhanh sẽ là P Bây giờ bài toán cho biết là tỷ lệ thân xám cánh dài mắt đỏ kiểu hình, thầy viết tắt này, xám dài đỏ, tức là sẽ có kiểu gen là A gạch, B gạch, XD, X gạch hoặc là XD, Y. Thì hai thằng này sẽ chiếm tỷ lệ là 52,5%. Bây giờ tính nhanh chúng ta thấy ngay. Cơ thể XD lớn, XD nhỏ và XD lớn Y thì ra 3/4 sẽ là mắt đỏ. Vậy từ kiểu gen này các em chia cho 0,75, các em sẽ giải nước được hai thằng này đi. Vậy tương đương với cả 0,525 chia 0,75 và kết quả sẽ là bằng 0,7. 0,7 thì từ đây theo phân ly độc lập đã tính nhanh được, các em suy ra được ngay kiểu hình, kiểu gen A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ bằng 0,2. Bằng 0,2 thì cái này tương đương với cả là bằng 0,5. Nên nhớ là ở ruồi đực không hoán vị gen, do đó bằng 0,5 A nhỏ B nhỏ nhân với 0,4 A nhỏ B nhỏ. Từ đây các em sẽ tính được F bằng 20%. Khi tính được F bằng 20% rồi thì bây giờ người ta hỏi kiểu hình ở con đực xám cụt đỏ là bao nhiêu? Cá thể đực thân xám cánh cụt mắt đỏ, cá thể này sẽ có phép lai, có kiểu gen sẽ là A lớn B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ X D lớn Y. Vậy chúng ta sẽ tính ra được ngay trường hợp này sẽ bằng nào.
A lớn B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ là kiểu hình của một giao tử liên kết nhân với một giao tử hoán vị ở con ruồi cái, như vậy sẽ bằng là 0,1 nhân 0,5 xD lớn y trong tổng số bố mẹ này sẽ là 0,25. Vậy kết quả nó bằng 1,25%. Đáp án đúng sẽ là đáp án A. Bây giờ chúng ta sang câu 9. Nội dung của câu 9. Câu 9 nội dung như sau. Ở ruồi giấm xét hai cặp gen nằm trên cùng một cặp nhiễm thể thường cho hai cá thể ruồi giấm giao phối với nhau thu được F1. Trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội và số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen trên đều chiếm tỷ lệ 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen trên chiếm tỷ lệ là bao nhiêu? Phương án A 2%, B 4%, C 26% và D 8%. Bây giờ chúng ta cùng tìm thấy ngay là tỷ lệ của kiểu gen câu 9 này. Tỷ lệ của kiểu gen đồng hợp lặn bằng 0,04. Chúng ta thấy ngay khác 0,0625. Như vậy đã xảy ra hoán vị gen. Vậy từ đó ta suy ra bằng 0,08 a nhỏ b nhỏ nhân với 0,5 a nhỏ b nhỏ ở ruồi đực không hoán vị. Từ đây ta suy ra F bằng 0,16. Vậy bây giờ cặp bố mẹ ruồi đem lai sẽ có kiểu gen là cơ thể dị hợp tử với hai cặp gen sẽ là A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn cộng với. Thì chúng ta thấy ngay từ phép lai của ruồi bố mẹ hoàn toàn tính được nếu hai kiểu gen này dị hợp tử ở đời con thu được sẽ là bằng 8%. Như vậy kết quả đúng của nó các em cần chọn đó là đáp án D. Trước khi đi vào phần giải tiếp các câu hỏi bài tập của phần quy luật di truyền, chúng ta cùng phân tích về các câu hỏi lý thuyết ở phần sinh thái, ở phần chuỗi và lưới thức ăn hệ sinh thái. Chuỗi, lưới thức ăn và hệ sinh thái gồm có 6 câu. Nội dung của 6 câu đó như sau. Thứ nhất, câu 11. Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn. B. Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi. C. Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt nguồn từ sinh vật, bắt đầu từ sinh vật sản xuất. D. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài. Chúng ta cùng phân tích câu A. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn, vậy thì sẽ không bao giờ tạo ra được lưới thức ăn. Vậy đáp án này bị sai. Đáp án C. Tất cả các chuỗi thức ăn đều bắt đầu bằng sinh vật sản xuất là sai, vì chuỗi thức ăn có hai loại: bắt đầu bằng sinh vật sản xuất hoặc bắt đầu bằng bùn bã hữu cơ. Đáp án này cũng sai. Tương tự như thế, ở một bậc dinh dưỡng thì sẽ có thể có nhiều chuỗi thức ăn. Vậy đáp án đúng của nó là đáp án B. Khi thành phần loài của quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi theo. Câu tiếp theo là câu 30. Chúng ta cùng đọc, thầy cho chúng ta đọc câu 30. Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. B. Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ. C. Nấm là một nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ. D. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật và các vi khuẩn. Thực ra câu này thì câu D sẽ sai luôn, bởi vì là sinh vật tiêu thụ mà lại là gồm các vi khuẩn. Vi khuẩn là sinh vật phân giải, bị sai. Câu B, tất cả các vi khuẩn đều là phân giải thì vi khuẩn lam là tự dưỡng, chúng ta sẽ loại. Như vậy đáp án cần tìm là đáp án C. Chúng ta sang câu 39. Xin lỗi, câu 34, thầy vừa nhìn nhầm. Câu 34. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật? A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. B. Sinh vật phân giải. C. Sinh vật sản xuất. Và D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2. Đây là một câu hỏi rất là dễ và thầy thấy rằng lặp lại phải ít nhất là 3 năm rồi, có sự lặp lại các năm. Và hiển nhiên sinh vật sản xuất là mắt xích mở đầu để kết nối giữa nguồn năng lượng tự nhiên, nguồn năng lượng mặt trời vào nguồn năng lượng trong hệ sinh thái. Như vậy đáp án đúng của nó là đáp án C. Câu tiếp theo là câu 46.
Một trong những điểm khác biệt giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên là A. Hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên do có sự can thiệp của con người. B. Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn và lưới thức ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên. C. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên do được con người bổ sung thêm các loài sinh vật. D. Hệ sinh thái nhân tạo luôn là một hệ thống kín, còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống mở. Như vậy ở một câu này thì cái bảng ở sách giáo khoa về sự phân biệt giữa hệ sinh thái nhân tạo và tự nhiên, các em hoàn toàn xác định được là hệ sinh thái nhân tạo thì có chuỗi thức ăn ngắn hơn bởi vì độ đa dạng của nó ít loài hơn. Do đó đáp án đúng là đáp án B. Câu 48. Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây có tổng sinh khối lớn nhất? A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2, B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1, C. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 và D. Sinh vật sản xuất. Thế thì theo quy luật hình tháp sinh thái thì qua mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi và lưới thức ăn thì có sự giáng cấp năng lượng và chỉ có sinh vật sản xuất là sinh vật có sinh khối lớn nhất. Đáp án đúng là đáp án D. Chúng ta sang câu cuối cùng của phần sinh thái chuỗi và lưới thức ăn hệ sinh thái, đó là câu 55 ở phần tự chọn nâng cao. Một trong những đặc điểm của khu sinh học rừng lá rộng dụng theo mùa là A. Nhóm thực vật chiếm ưu thế là rêu, cỏ bông. B. Khu hệ động vật khá đa dạng nhưng không có loài nào chiếm ưu thế. C. Khí hậu lạnh quanh năm, cây lá kim chiếm ưu thế. D. Kiểu rừng này tập trung nhiều ở vùng xích đạo nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều. Rừng lá rộng dụng theo mùa thì không thể tập trung được ở vùng xích đạo và nhiệt độ cao được. Và đáp án đúng của nó là đáp án B. Khu hệ động vật khá đa dạng nhưng không có loài nào chiếm ưu thế. Bây giờ thầy cho chúng ta quay lại tiếp phần các câu hỏi quy luật di truyền, phần còn lại 6 câu còn lại của quy luật di truyền, chúng ta sang phần tiếp. Bây giờ thầy cho chúng ta sẽ đi vào tiếp các câu về quy luật di truyền. Ở mã đề này chúng ta sẽ đi vào tiếp câu 21. Câu 21 là một câu lý thuyết về di truyền. Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là A. Không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến. B. Không được phân phối đều cho các tế bào con. C. Luôn tạo thành từng cặp allelen. D. Chỉ mã hóa cho các protein tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể. Thế chúng ta thấy ngay là gen ngoài nhân thì trong khi phân chia thì phân chia nhân thì chính xác, nhưng phân chia tế bào chất thì không đồng đều. Do đó mà đáp án đúng của nó sẽ là không được phân phối đều cho các tế bào con. Đáp án B. Chúng ta sang câu 25. Câu 25 là một câu bài tập. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không allelen phân ly độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại gen trội A lớn và B lớn thì cho hoa đỏ. Khi chỉ có một loại allelen trội A lớn hoặc B lớn thì cho hoa hồng. Còn khi không có allelen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ P, thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết phép Lai nào sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên? Các em sẽ nhìn 6 phép Lai, bài toán cho và phương án trả lời. Thế thì bài này chúng ta nhìn thấy ngay là từ dữ kiện lý thuyết bài toán thì các em sẽ hoàn toàn xác định được cái tỷ lệ kiểu hình. Chúng ta cùng chữa câu 25. Theo bài toán thì ta sẽ có tỷ lệ tương tác kiểu hình sẽ là 9 đỏ, 6 hồng và 1 trắng. Sẽ là hồng, viết tắt hồng, và trắng sẽ là... Thế bây giờ bài người ta cho là cho cây hoa hồng thuần chủng mà giao phấn với cây đỏ mà thu được tỷ lệ là 1:1, người ta bảo là trong 6 phép Lai đó thu được thì phép Lai nào sẽ là phép Lai cho được tỷ lệ thỏa mãn với kết quả. Các em nhìn thấy ngay là trong 6 phép Lai thu được thì tính nhẩm nhanh các em sẽ ra được là có phép Lai 1, phép Lai 2 và phép Lai 4 sẽ thỏa mãn. Như vậy đáp án đúng các em cần tìm sẽ là đáp án mà 3 phép Lai 1, 2, 4 thỏa mãn. Bây giờ chúng ta sang tiếp, câu tiếp theo là câu 38. Câu 38 là câu có vẻ là các em sẽ thấy là lạ. Nội dung của câu 38 như sau. Ở một loài thực vật khi tiến hành phép Lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau. Phép Lai thuận
Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng thu được F1 toàn cây hoa trắng. Phép lai nghịch, lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2. Theo lý thuyết F2 sẽ có A. 100% cây hoa trắng. B. 100% cây hoa đỏ. C. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng. D. 75% cây hoa trắng và 25% cây hoa đỏ. Thế chúng ta nhìn thấy ngay là ở kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch thì cái tỷ lệ kiểu hình ở đời con thu được hoàn toàn giống với kiểu hình của đời mẹ. Như vậy trong một quy luật em học đó là di truyền theo dòng mẹ. Vậy lấy hạt phấn của cây F1 thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thì kết quả thu được phải theo kiểu hình của cây F1 phép lai nghịch. Như vậy kết quả cần tìm là 100% cây hoa đỏ. Đáp án B. Câu tiếp theo chúng ta cùng làm, thầy trò chúng ta sẽ làm câu 45. Câu 45 cũng là một câu lý thuyết rất là dễ thôi. Ở gà gen A lớn quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Có hai allele, A lớn quy định lông vằn trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Trong số cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lý thuyết kết luận nào sau đây không đúng? A. Tất cả các gà lông đen đều là gà mái. B. Gà trống lông vằn có tỷ lệ gấp đôi gà mái lông vằn. C. Gà lông vằn và gà lông đen có tỷ lệ bằng nhau. D. Gà trống lông vằn có tỷ lệ gấp đôi gà mái lông đen. Câu này là một câu thầy thấy rất là dễ, nhưng chỉ có một cái nếu các em không nhớ thì các em sẽ bị lừa và bị mắc bẫy. Đó là giới tính của con gà thì nó ngược với giới tính của người. Đó là như ở gà trống thì nhiễm sắc thể giới tính là XX, còn ở gà mái thì nhiễm sắc thể giới tính là XY. Do đó mà các em nhớ được cái nhiễm sắc thể giới tính của gà nó ngược với thú và người thì các em sẽ hoàn toàn làm được và chọn được đáp án không đúng, đó là đáp án C. Chúng ta sang câu 47. Câu 47 là một câu tính nhanh. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng allele trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán bị gen ở cả bố và mẹ. Theo lý thuyết phép lai P, B lớn D lớn trên B nhỏ D nhỏ, X A lớn X A nhỏ lai với B lớn D lớn trên B nhỏ D lớn X A nhỏ Y cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là A. 24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. B. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. C. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình. D. 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình. Thầy cho chúng ta cùng làm câu này nhé. Câu 47. Đây là một câu tính nhanh, như vậy là năm 2012 thiên về tính nhanh, bài tập yêu cầu tốt hơn. Như vậy các bạn sẽ phải cố gắng mà học tốt những cái phương pháp mà thầy sẽ dạy trong các chuyên đề về phần tính nhanh của các quy luật ở phần chuyên đề nhóm quy luật di truyền. Chúng ta sẽ được học ở phần bài giảng online. P này, B lớn, D lớn trên B nhỏ, D nhỏ. Chúng ta nhìn bây giờ yêu cầu bài toán cho là hoán vị xảy ra ở cả hai giới. Vậy chúng ta nhìn này, kiểu gen chúng ta tính trước, bài này tính rất nhanh. Chỉ có một điều vấn đề là bài này nó bẫy ở một chỗ là nếu như bình thường, thầy xin lỗi đây phải là D lớn đấy. Nói với các bạn nhưng mà lại viết nhầm. Nếu như bình thường thì cả hai cơ thể này đều có kiểu gen dị hợp tử thì các em nhầm ngay là hai thằng này sẽ ra được cả 10 loại kiểu gen, nhưng ở trường hợp này bên này có 4, bên này có 2, nếu các em nhân vào là 4 x 2 là 8 thì sẽ sai, bởi vì sẽ có một kiểu gen bị trùng. Như vậy thực chất của tính trạng này chỉ thu được 7 kiểu gen. Nhân với xA lớn xA nhỏ và xA nhỏ y sẽ thu được 4 loại kiểu gen. Như vậy số kiểu gen sẽ là 28. Số kiểu hình. Chúng ta nhìn thấy ngay, cho dù hoán vị hay không hoán vị thì cơ thể này chỉ có 1 B nhỏ, không có D nhỏ. Do đó mà ở trường hợp này chỉ thu được thứ nhất tính trạng trội về B và D, tính trạng thứ hai lặn về B và trội về D, không còn hai tính trạng khác. Như vậy kiểu đó sẽ thu được hai kiểu hình. XA lớn, XA nhỏ và XA nhỏ Y nếu xét riêng từng giới thì sẽ thu được 4 loại kiểu hình. Như vậy kết quả sẽ bằng là 8 kiểu hình. Và đáp án đúng sẽ là
Đáp án C, 28 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. Thầy cho chúng ta sang tiếp câu 57. Là một câu, hai câu khó của phần tự chọn nâng cao. Câu 57 như sau. Ở đậu Hà Lan, Allen A lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với Allen A nhỏ quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Tiếp tục cho các cây F2 tự thụ phấn thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời F3 là A. 5 cây cao, 3 cây thấp. B. 3 cây cao, 5 cây thấp. C. 3 cây cao, 1 cây thấp. D. 1 cây cao và 1 cây thấp. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng làm nhé. Câu 57. A lớn là cao, A nhỏ là thấp. Vậy bây giờ chúng ta thấy ngay là theo dữ kiện bài toán thì ta sẽ hoàn toàn lập được sơ đồ lai từ F1, từ P. Cây cao thuần chủng lai với cây thấp, như vậy F1 sẽ là, cho các cây F1 lai với nhau, chúng ta viết tiếp. Như vậy đời F2 sẽ phân ly kiểu gen theo tỷ lệ đó là 1 A lớn Bây giờ chúng ta chú ý cái dữ kiện này. Bài toán người ta yêu cầu là cho các cây F2 tự tụ phấn F3 thu được tỷ lệ là bao nhiêu. Về kiểu hình chúng ta nhìn này, ở cái tỷ lệ này các em sẽ quy đổi nó về số thập phân thì sẽ ra là 0,25 A lớn 0,5 A lớn A nhỏ và 0,25 A nhỏ A nhỏ. Đây lại vận dụng của toán di truyền quần thể. Vậy thì cứ sau một lần tự tụ phấn thì tỷ lệ di hợp tử sẽ giảm đi một nửa và tỷ lệ đồng hợp tử của mỗi bên sẽ được tăng lên nhận được một nửa đó. Vậy cái này tương đương với ở F3 sẽ là 37,5% A lớn 25% giảm một nửa của 0,5 A lớn A nhỏ 37,5% A nhỏ A nhỏ. Như vậy kết quả sẽ thu được ở đây sẽ là 5 cao 3 thấp. Chúng ta sang tiếp câu 58, lại cũng là một câu tính nhanh ở phần bài toán này. Thầy sẽ đọc câu 58 và chúng ta sẽ hoàn toàn làm nốt câu 58 của phần quy luật di truyền. Nội dung của câu 58 như sau. Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi lai hai cây hoa thuần hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 toàn cây hoa trắng. Cho F1 giao phấn với nhau được F2 gồm có 81,25% cây hoa trắng, 18,75% cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2 thu được đời con. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở đời con số cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn về hai cặp gen trên chiếm tỷ lệ là A 1/12, B 1/16, C 1/8 và D 1/24. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng phân tích và sẽ làm câu này. Câu 58. Thế thì từ tỷ lệ của F2 các em sẽ hoàn toàn xác định được là tính trạng này sẽ có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ là 13 trắng 3 đỏ. Bây giờ các em quy ước theo kiểu của tương tác gen thì thầy sẽ không nhắc lại nữa. Như vậy bây giờ F1 sẽ có là, theo dữ kiện là cây dị hợp tử của F1 đây lai với cây hoa đỏ. Vậy cây hoa đỏ thì đã có hai dạng, chiếm 2/3 là A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ, và chiếm 1/3 là A lớn B nhỏ B nhỏ, bởi vì 3 A gạch B nhỏ B nhỏ. Bây giờ bài toán yêu cầu tính được tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn về cả hai cặp gen. Vậy chúng ta thấy ngay trường hợp này sẽ không thu được, bởi vì có A nhỏ B nhỏ nhưng đây không có A nhỏ. Trường hợp này sẽ bằng là 1/4 của A nhỏ B nhỏ của cơ thể dị hợp tử này lai với 2/3 nhân với cả 1/2. Vậy kết quả bằng 1/12. Vậy đáp án đúng của bài này sẽ là đáp án, chúng ta sẽ hoàn toàn lựa chọn được đáp án A là đáp án đúng. Bây giờ thầy cho chúng ta sang tiếp phần các nhân tố tiến hóa và học thuyết tiến hóa của năm học này. Đề thi năm 2012 sẽ có 7 câu lý thuyết, chúng ta cùng phân tích nhé, 7 câu này. Câu thứ nhất là câu 3. Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số allele và thành phần kiểu gen giữa các quần thể
A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Đột biến. Và D. là cách ly địa lý. Thế chúng ta nhìn thấy ngay là ba nhân tố là giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên và đột biến là nhân tố làm biến đổi thành phần và tần số. Vậy chỉ có nhân tố làm cách ly để làm khác biệt, đó chính là cách ly địa lý. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu 14. Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng allele làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể. D. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số allele theo một hướng xác định. Vậy chúng ta nhìn thấy ngay, chọn lọc tự nhiên là tác động lên kiểu hình để lựa chọn những kiểu gen phù hợp với môi trường. Như vậy đáp án không đúng sẽ là đáp án C. Câu tiếp theo, câu 39. Nhân tố tiến hóa nào sau đây không có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể? A. Chọn lọc tự nhiên. Xin lỗi, thầy đọc nhầm đề câu của nó là: nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Di nhập gen. D. Yếu tố ngẫu nhiên. Thế chúng ta cùng phân tích thì thấy là chọn lọc tự nhiên đào thải bớt kiểu gen có hại đi, làm giảm đa dạng. Giao phối không ngẫu nhiên thì tần số không thay đổi nhưng kiểu gen đồng hợp thì tăng, dị hợp tử cũng dần biến mất, cũng sẽ giảm. Yếu tố ngẫu nhiên thì cả gen trội, gen lặn, gen có lợi, gen có hại đều bị đào thải, cũng sẽ làm giảm. Vậy chỉ có di nhập gen thì khi nhóm gen đi đến quần thể nhập vào thì cái quần thể nhập vào sẽ được tăng đa dạng. Như vậy đáp án đúng là đáp án C, di nhập gen. Câu 40. Một allele nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ khỏi hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của nhân tố nào? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Yếu tố ngẫu nhiên. Và D. Giao phối ngẫu nhiên. Thế thì trong tất cả các nhân tố tiến hóa các em học thì yếu tố ngẫu nhiên xảy ra không theo chu kỳ, không được dự báo trước, ví dụ thiên tai, núi lửa, động đất, vân vân, sóng thần. Vậy thì khi gây ra thì nó sẽ loại bỏ hoàn toàn cả kiểu gen có lợi và có hại hoàn toàn. Vậy đáp án đúng là C, yếu tố ngẫu nhiên. Chúng ta sang tiếp câu 49. Theo quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành các đặc quần thể có nhiều cá thể mang kiểu gen quy định các đặc điểm thích nghi với môi trường. B. Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể. C. Đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là các cá thể trong quần thể. D. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với môi trường. Như vậy các em thấy ngay là ở trong trường hợp này thì phát biểu không đúng theo quan điểm của Darwin, đó chính là đáp án A. Chúng ta sang tiếp câu 52. Kimura đã đề xuất thuyết tiến hóa trung tính dựa trên các đặc điểm nghiên cứu về biến đổi cấu trúc của A. Phân tử ADN, B. Phân tử ARN, C. Các nhiễm sắc thể, D. Các phân tử protein. Vậy thì ở học thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính thì Kimura nghiên cứu về các acid amin và tính chất sinh lý hóa sinh của acid amin trong phân tử protein. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu tiếp theo, câu 59. Nhân tố nào sau đây có thể làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu? A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. C. Yếu tố ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. Và C. là giao phối ngẫu nhiên. D. Đột biến. Vậy trong bốn nhân tố này thì chỉ có các yếu tố ngẫu nhiên là gây chết và một hàng loạt và có thể làm giảm kích thước của quần thể. Như vậy thầy trò chúng ta thấy rằng là các câu của phần tiến hóa cũng không có gì là khó lắm. Quan trọng là các em phải học thuộc lý thuyết và phải hiểu bản chất của nó để vận dụng vào. Còn một vài mảng nữa đó là vật chất di truyền và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử. Năm 2012 đề thi sẽ có 7 câu. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ vào nốt 7 câu của phần vật chất di truyền và cơ chế di truyền biến dị ở cấp độ phân tử. Chúng ta sẽ kết thúc. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ giải quyết nốt phần các câu hỏi, bài tập và lý thuyết của phần vật chất di truyền, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử. Ở phần này sẽ có 7 câu, trong đó thì 5 câu lý thuyết ở phần cơ bản, ở phần chung và 2 câu bài tập thì rơi vào mỗi phần lựa chọn cơ bản và nâng cao một câu. Bây giờ chúng ta cùng chữa nhé. Câu 2.
Các mục 3 trên phân tử ADN thông tin có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là các em sẽ theo dõi 4 đáp án thầy không đọc ở các ký tự. Thế thì chúng ta nhìn thấy ngay là câu này, nếu các em nhớ được hai thông tin sau đây, thứ nhất là chiều đọc của mã di truyền là phải theo chiều của phân tử ADN thông tin là chiều 5 đến 3 phẩy, và cái thứ hai là ba tên của ba bộ ba kết thúc, thì chúng ta thấy ngay là nếu mà không thì các em sẽ bị lừa giữa cái đọc theo chiều 3 phẩy thì không phải, phải chiều 5 phẩy. Như vậy đáp án đúng sẽ phải là đáp án D, và các em phải đọc từ trong đọc ra theo chiều 5 phẩy, chú ý. Câu tiếp theo, câu 7 cũng là một câu vận dụng của chiều mã và axit amin. Câu 7 như sau: cho biết các cô đông mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG mã hóa cho glycine, XXX mã hóa cho proline, GXU mã hóa cho alanin, XGA mã hóa cho arginin, UXG mã hóa cho serine, AGX mã hóa cho serine. Một mảnh gốc của đoạn gen vi khuẩn có trình tự các nu như trên, 5 đến 3 phẩy, theo đọc ký tự nữa. Nếu đoạn mảnh gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn polypeptide có 4 acid amin thì trình tự các 4 acid amin đó là bài này rất là dễ, nhưng các em phải nhớ là đây là mạch của gen và nó viết ngược từ 5 đến 3 phẩy. Vậy mạch của mRNA để ra được mã di truyền phải đi từ trong là 3 phẩy đi ra để ra được mạch 5 phẩy. Sau đó các em lắp cái mã di truyền ở trên vào thì ra được trật tự axit amin là đáp án A, proline, glycine, serine và alanine. Bây giờ chúng ta sang câu 17. Câu 17 là một câu lý thuyết của nhân đôi ADN, rất là dễ. Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzyme ADN polymerase là gì? A. Nối các đoạn Okazaki để tạo thành những mạch liên tục. B. Tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN. C. Tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN. D. Bẻ gãy các liên kết hiđro giữa hai mạch của phân tử ADN. Thế chúng ta thấy ngay là nối các đoạn Okazaki là của chức năng của enzyme ligase. Tháo xoắn thì là của enzyme tháo xoắn. ADN pol sẽ có chức năng B, tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn. Chúng ta sang câu 36. Là câu về đột biến gen. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dưới tác động của cùng một tác nhân gây đột biến với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở tất cả các gen là bằng nhau. B. Khi các base nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN thì thường làm phát sinh đột biến gen dạng mất hoặc thêm. C. Trong các dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay thế các nu thường làm thay đổi ít nhất thành phần các acid amin của chuỗi polypeptide do gen đó tổng hợp. D. Tất cả các đột biến gen đều là đột biến hại cho có hại cho thể đột biến. Thầy cho chúng ta phân tích này. Câu A sẽ bị sai bởi vì dưới tác động của cùng một tác nhân tác động lên các gen khác nhau thì sẽ không thể có tần số bằng nhau được. Câu B, base nitơ dạng hiếm gây đột biến thay thế chứ không gây đột biến mất và thêm. Câu D, đột biến gen một số sẽ có lợi hoặc trung tính, như vậy đáp án đúng của nó là C. Câu tiếp theo, câu 44 là một câu bài tập của phần cơ bản. Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđro, trên mạch 1 của gen có số nu loại A bằng số nu loại T, số nu loại G gấp 2 lần số nu loại A, số nu loại X gấp 3 lần số nu loại T, số nu loại A của gen là. Thầy cho chúng ta cùng chữa nhé. Câu 44. Câu 44 như sau: từ số liên kết hiđro là 2128 liên kết hiđro thì ta suy ra 2A cộng 3G bằng 2128. Sau đây chúng ta tiếp. Có A1 thì bằng T1. Tiếp G1 thì bằng 2 lần A1. X1 thì bằng 3 lần T1. Bây giờ chúng ta chú ý này, A của gen thì bằng A1 cộng T1, G của gen thì bằng G1 cộng X1. Vậy từ ba số liệu này các em sẽ hoàn toàn lắp vào được để ra được G và A. Từ đây các em sẽ suy ra được A1 bằng 212
Từ đây suy ra T1 bằng A1 cũng sẽ bằng 112. Vậy A gen cần tìm sẽ là 224. Vậy kết quả cần tìm sẽ là đáp án C. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 50. Ở phần của cơ bản. Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con là nhờ vào cơ chế A. Dịch mã, B. Nhân đôi ADN, C. Phiên mã, D. Giảm phân và thụ tinh. Thế chúng ta nhớ lại là cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử mà vật chất di truyền từ mẹ truyền cho đời con thì được thực hiện bởi quá trình nhân đôi ADN. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Chúng ta sang câu 53 của phần tự chọn nâng cao, câu cuối cùng trong đề thi tuyển sinh đại học 2012 thầy trò chúng ta vừa giải quyết. Một phân tử ADN có cấu trúc mạch kép, giả sử phân tử ADN này có tỷ lệ A cộng T trên G cộng X bằng 1/4 thì tỷ lệ nu G của phân tử ADN này bằng bao nhiêu? Chúng ta có này, thầy sẽ chữa luôn nhé. Câu 53 ta có A cộng T trên G cộng X của cả ADN bằng 1/4. Thế thì cái này sẽ tương đương với cả giống như là A trên G bằng 1/4. Vậy từ đây chúng ta thấy ngay mà tổng A cộng G thì bằng 50%. Vậy từ đây suy ra phần trăm của G gen sẽ bằng là 40%. Vậy đáp án đúng của trường hợp này là đáp án B, 40%. Như vậy qua một thời lượng tương đối dài, thầy trò chúng ta cũng đã đi giải quyết được toàn bộ các kiến thức của phần đề thi tuyển sinh đại học năm 2012. Những buổi sau thầy sẽ cố gắng giúp các em giải quyết nốt một số các đề thi tuyển sinh của những năm trước để các em hình dung ra được là sự phân tích cấu trúc đề cũng như nội dung và những cái hay, cái bẫy ở trong đề thi đó để các em có thể luyện tập được. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những buổi dạy học chuyên đề cũng như buổi chữa đề tuyển sinh.